cầu thủ với các trận cầu lớn. Ok, và tôi sẽ đọc các bài viết này. Kẻ thua, Bernard Alonso, Juan Cancelo. Cancelo đôi lúc trở thành ngôi sao bóng đá tại Barca với đôi chân ma thuật của mình, nhưng cũng có những trận đấu người Bồ Đào Nha mắc sai lầm. Và cuộc chạm trán vừa rồi là ví dụ rõ ràng nhất. Cancelo will sometime become bright star at Barca with his magic feet, but there are also much where the Portuguese player make mistakes and a recent encounter is a curious example. Cancelo có pha sập bóng không cần thiết trong vòng cấm thì nỗ lực truy cả hai bác bên dẫn đến khoảng 11 mét, và cũng là tình huống sút bia khi mở nút giấc. Cancelo made unnecessary take in the penalty area when trying to block Mbappe, heading to an 11 meter penalty. He also situation that has PSG open the what landing. Tiếp theo là Xavi. Barca đã tạo ra một chuỗi 11 trận bất bại kể từ khi Xavi tuyên bố ra đi vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, khi biến số xảy ra, ông không thể giữ được sự bình tĩnh cần thiết để giúp đội nhà vượt qua khó khăn. Barca has pressed at the 13 match unbeaten streak since Xavi announced his departure at the end of the season. However, when Valerio occurred, he could not maintain the camo necessary to help the home team overcome difficulty. Xavi tỏ ra bất bình với quyết định của trọng tài vào đầu hiệp 2 và phải lĩnh tấm thẻ đỏ trực tiếp. Giờ đây, chiến lược gia đình Tottenham có lẽ chỉ còn chờ ngày giờ khả cao lâu. Hình thức một dữ liệu mùa này xem như đã chấm hết. Xavi expressed his sympathy with the prefect receiver at the beginning of second half and received a direct red card. Now, the Spanish child in probably which waiting for the day leave Camp Nou when his dream of winning this season title seemed to have ended. Tin mới nhất, tội đồ mong của đội viên Barca hạ lộ, cập nhật đội hình ra sân qua 35 trước Kuwait, Uzbekistan đang dẫn Malaysia. Trên tay Ferran Torres của Singapore.